Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Truyền thông vạch trần nội tình Triệu Lệ Dĩnh chia tay, Phùng Thiệu Phong lấy Quý Tử làm con bài thương lượng. Mới đây, truyền thông bất ngờ đào lại thông tin Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh không hề chia tay trong êm đẹp như cặp đôi từng tuyên bố. Theo truyền thông Hồng Kông đưa tin, sau khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chia tay, phía nữ diễn viên thực tế không giành được quyền nuôi con, đứa trẻ hiện do bố mẹ chồng cũ chăm sóc. Được biết, không phải Triệu Lệ Dĩnh không muốn nuôi con, mà khi họ chia tay, người đàn ông đã lấy quyền nuôi con, làm con bài thương lượng và yêu cầu nữ diễn viên từ bỏ. Nếu không, anh ta sẽ không đồng ý ký vào đơn ly hôn. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Trước đó có tin đồn rằng Triệu Lệ Dĩnh thực sự rất khó hòa hợp trong gia đình chồng bởi vì khoảng cách kinh tế gia đình giữa hai người tương đối lớn và mẹ của Phùng Thiệu Phong tương đối khó tính. Vì vậy, Triệu Lệ Dĩnh đề nghị ly hôn vì biết mình sẽ mãi không được nhà chồng coi trọng vì xuất thân hoàn cảnh gia đình. Kết hợp với những tin tức gần đây, Phùng Thiệu Phong thỉnh thoảng tổ chức tiệc độc thân, được mẹ anh giới thiệu đi xem mắt và yêu cầu người phụ nữ không phải là người trong giới giải trí bởi mẹ Phùng Thiệu Phong muốn có một người phụ nữ toàn tâm chỉ chăm lo cho gia đình. Tuy nhiên, những tiết lộ này đều chỉ là tin đồn trên mạng, chưa có bằng chứng xác thực. Nhưng điều chắc chắn là việc chia tay không ảnh hưởng nhiều đến Triệu Lệ Dĩnh. Không những vậy, sự nghiệp của cô ngày càng khởi sắc. Không chỉ liên tục có các vai diễn mới trong các dự án phim, cô cũng thường được mời tham gia các chương trình tạp kỹ và chụp ảnh bìa tạp chí thời trang. Trong mắt cư dân mạng, Triệu Lệ Dĩnh là người có định hướng sự nghiệp trước khi kết hôn. Việc tiếp tục làm việc chăm chỉ mà không bị ảnh hưởng sau khi chia tay lại càng đáng ngưỡng mộ. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Triệu Lệ Dĩnh cũng thẳng thắn nói rằng cô không muốn thu mình lại trong vòng luẩn quẩn mà phải tiếp tục học hỏi. Sự lựa chọn thành công của con người là rất quan trọng. Từ chia sẻ này, không khó để thấy rằng Triệu Lệ Dĩnh không muốn là một người phụ nữ yên phận, chỉ chăm lo cho gia đình khi kết hôn, mà còn muốn đạt được thành tựu trong sự nghiệp. Tuy nhiên, điều này cũng ngày càng khiến mâu thuẫn trong gia đình tăng lên, và đây có thể là nguyên nhân quan trọng khiến cô quyết định ly hôn với Phùng Thiệu Phong. Thực tế, khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong kết hôn, nhiều người cho rằng họ quá vội vàng, cặp đôi giữ kín trong suốt thời gian yêu nhau cho đến khi có tin đồn Triệu Lệ Dĩnh mang thai. Triệu Lệ Dĩnh ban đầu cũng cực lực phủ nhận chuyện này, nhưng sau một thời gian ngắn cô bất ngờ tuyên bố kết hôn. Hành động này khiến nhiều người cho rằng cô và Phùng Thiệu Phong vội kết hôn vì do lỡ có bầu trước khi cưới. Có lẽ trong kế hoạch của Triệu Lệ Dĩnh, cô ấy thậm chí còn chưa nghĩ đến việc kết hôn vào thời điểm đó. Sau khi kết hôn, Phùng Thiệu Phong cư xử rất khiêm tốn. Trong chương trình, anh đã vô tình nói ra biệt danh của con trai mình và cảm thấy rất lo lắng. Sau khi trở về nhà, anh đã lập tức hỏi ý kiến của Triệu Lệ Dĩnh. Không chỉ vậy, anh còn nói trước ống kính rằng lúc đó anh rất bối rối, băn khoăn không biết Triệu Lệ Dĩnh yêu mình thật lòng hay không. Không khó để nhận thấy Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn có trách nhiệm chung với con cái nhiều hơn là tình cảm của họ trong cuộc hôn nhân này. Sau khi kết hôn, mặc dù hai người thỉnh thoảng có cùng một khung hình, nhưng Triệu Lệ Dĩnh hầu như luôn làm việc, ngoại trừ thời gian mang thai và những lúc chăm con mọn. Khi mối quan hệ không bền chặt, cả hai ngày càng ít ở bên nhau, chia tay là điều tất yếu. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.